Con rạm đúng không? Rạm chứ không phải. Con đây ăn được nhưng mà có con cá đuối nữa nè. Mày ăn ba con luôn. Ui, con đấy nó đánh gì thôi đấy, đi về đấy. Ôi, Mộc Cô Bá Đốc TV xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục dẫn khách đi bao đăng. Hôm nay mình dẫn vào một cái đăng mới này cho các bạn xem. Ngày xưa cái đăng này là đăng to nhất này. Bây giờ thì chủ đăng mới cắm thêm một cái dàn đăng nữa. Cái đăng mới này. Đăng mới này cũng khá là to. Thì đăng này cũng xếp vào dạng đăng xa bờ luôn nha. Để mình vào đây mình quay cho các bạn xem. Xem hôm nay thường đăng mới thì hay có cá to. Tại vì cái đăng người ta mới cắm cá nó nạ, nó chưa biết đường đi á. Nên là nó sẽ có nhiều cá. Đăng này thì thường sóng rất là lớn, do đó là đi vào đăng này là cẩn thận rất quan. Do đây thì mình phải trang bị rút hết điện thoại vào trong cái bọc này thì mới có thể gọi là chống được cái nước. Đấy, các bạn thấy sóng trong đây rất, cái đăng này sóng nước rất là lớn, do đó là mình chỉ vào trong chuồng mình sống được thôi. Đăng này nó máy xa ngoài khơi này các bạn. Các bạn nhìn thấy bờ biển không? Cái gì? Mò cua Bá Đốc TV đây. Mò cua bà, cái gì? Mò cua bá bà. Ai đặt đăng mình đâu? Hả? Ai đặt đăng? Ok, xin chào các bạn. Bắt được con gì to mà thấy na to vậy? Cá to nhỏ gì không quan trọng anh ơi. À, quan trọng là vui thôi đúng không? Đúng rồi. Ok, nhưng mà có dính hai con cá để lù mạnh kia nè thấy không? Ồ, cá diếp hả? Ồ, con cá đấy quý đúng không? Ê, có con cá đuối nữa nè anh được, có con cá đuối nữa nè. Mày ăn ba con luôn. Ui, con đấy nó đánh gì thôi đấy, đi về đấy. Đừng nói bậy. Cho nó chết nhà mà. Đừng nói bậy ơi. Thấy các bạn là to, mình ở đằng dưới mình hết hồn, mình tưởng bắt con gì to lắm. Ôi, quá đây. Super web luôn. Vui là chết rồi. Hello, xin chào các bạn nha. Ôi, anh rỡ lắm rồi các bạn ơi. Đổ được cái này. Đổ được cái này xuống các bạn ơi. Ê, mèo cầm đi, anh bắt cá, gỡ lưới cá. Cái đăng bên kia đó kìa. Ui, đăng nào? Nói vậy chứ, sóng lớn. Sóng lớn. Ra đây là đứng không yên với mấy cái làn sóng này. Như vậy là vừa tắm vừa bắt nó mới vui. Sóng đánh chỉ ra đây chỉ có tắm thôi. Chỉ có tắm thôi chứ còn ra đây mà vớ vẩn thôi. Khá là sâu. Bên này nó còn sâu hơn bên kia nhỉ. Đô thẳng chuồng luôn nhá. Vô trong luôn em, vô trong xúc vô. Cá nó bị sóng đánh á. Đằng này sóng quá lớn. Ở bên này ít hơn bên kia thì phải đó. Có một ghẻ đó. Ít hơn đúng không? Ra đi anh, cho anh vớt đi. Để tới đây nè cá. Ờ. Có gì hả? Cá đù đúng không? Hay là cá bóng đục? Con đấy cá bóng đục á. Con rạm đúng không? Rạm chứ không phải ghẹ. Con đây ăn được nhưng mà nó không phải là ghẹ. Đâu? Phải không đó? Cái đứa nhỏ không sợ. Mấy con nó to to bằng bàn tay á. Con bằng bàn tay nó đánh ghê. Mấy con nhỏ này không sợ. Ê, cái túi lớn rồi, đổ luôn các bạn. Bạn. Xin chào đi. Mà lấy cho đâu các bạn? Đó, các bạn thấy vừa bắt cá vừa tắm biển vui không? Sam hay so đó? Sam hay so. Sam so thì cũng không ăn nha. Cảm ơn, cảm ơn anh coi, đừng có làm đổ, anh bắt con Sam ơi. Sam so thì vào trong đây là cũng giống nhau hết á, không ăn được. Con gì đấy? Con số à? Bắt chơi đi nha, đừng ăn con đấy nha. Ok. Em ăn con đó được không? Ăn chết đấy. Thì ăn nó chết hả? Sam đó là con đó là con so chứ phải con Sam nha. Sam nó là cái đuôi của nó hình tam giác á, mà nó đi theo cặp. Ăn nó chết rồi trời. Con so ăn vô độc ngang với cá lóc á.
Rồi, các bạn cứ bắt đi. Thứ nhất là con cá nóc là mấy con sam là bỏ hết đi nha. Cá nóc này đổ vô đây luôn rồi. Chút nữa mình lựa những con cá nóc ra. Mấy con đó là các bạn ăn là ăn một lần thôi, không có lần thứ hai. Chết liền không? Không có chết liền mà. Mà nó chết từ từ. Chết được tiên chết cao không? Bà đã luôn. Lần đầu tiên đi quay phim mà như vậy luôn á. Cái đăng này đăng mới mà nên là mình cũng chưa ra đây quay. Ốc mượn hồn. Hai con này vậy? Ăn được đó. Ăn được đó. Cắt mày luôn. Cái đăng này sóng nó quá là lớn luôn các bạn. Sau đó bắt cá ở cái đăng này thì chỉ bắt được hai cái chuồng nhỏ bên trong thôi, bên dưới cùng thôi. Còn mấy cái vòng ngoài mà người coi như không nhìn thấy gì luôn, tại vì sóng nó đánh lớn như vậy. Thực ra trong bờ rất là ít sóng mà khi ra tới cái vùng ngoài này sóng nó rất là lớn luôn các bạn. Đăng này thì bao nước lớn là rất là khó bắt, bao được những cái ngày mà nước nó còn rút cạn một chút xíu.